Ok, chào các bạn. Cận thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn với chương trình học từ vựng trong sách 30 chủ đề từ vựng. Cận thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi học hôm nay của chúng ta chưa? Nếu các bạn đã sẵn sàng cho buổi học hôm nay của chúng ta rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn này. Trước khi vào buổi học hôm nay thì cô Trang Anh phải nhấn mạnh với các bạn đó là bài hôm nay của chúng ta rất rất là khó nhá. Cô phải nhấn mạnh với các bạn rằng là bài hôm nay của chúng ta rất rất là khó với chủ đề rất là khó. Chờ, vì vậy mà các bạn sẽ hít thở sâu học bài hôm nay của cô nha. Các bạn sẽ học được rất là nhiều những từ thuật ngữ, nhưng cô phải nhấn mạnh rằng là bài hôm nay của chúng ta là một bài rất khó. Okay, các bạn sẵn sàng cho buổi học hôm nay của chúng ta chưa ạ? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta bắt đầu vào học luôn ạ. Chờ, hôm nay cô sẽ học bài sau. Chúng ta sẽ học phần bài đồng nghĩa trong sách 30 chủ đề từ vựng tập 2. Và chúng ta sẽ học với cái chủ đề là chủ đề số 18. Nếu như chương trình của chúng ta trên trên lớp thì chúng ta đang học lớp 12 là đang học đến chủ đề này, đúng không ạ? Các bạn đã sẵn sàng cho buổi học hôm nay của chúng ta chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học ạ. Nhờ các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi học hôm nay của chúng ta chưa? Chờ, mình bắt đầu vào học nhé. Nhờ cô sẽ có như sau. Chào các bạn thân mến, các bạn ăn cơm trưa chưa? Hôm nay bài của cô là một bài rất là khoai đấy ạ. Nó sẽ cần các bạn phải có gọi là sự tập trung cao độ với cái bài này. Nhờ, bởi vì buổi trước chúng ta học phần từ vựng của bài này thì mình đã thấy là đề nó rất là khoai rồi, đúng không ạ? Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Cô sẽ có, mình sẽ học chủ đề số 18 này. Và mình sẽ học cho cô phần đồng nghĩa trước. Chờ, sau phần đồng nghĩa, nếu còn thời gian, chúng ta sẽ chuyển sang phần trái nghĩa nhé. Nhất trí không ạ? Rồi, sẵn sàng chưa ạ? Rồi, chào các bạn. Chúng ta sẽ chuyển cho cô sang phần sau. Đó là phần đồng nghĩa. Buổi trước cô chuyển đến câu số 40 rồi, đúng không ạ? Theo như cái đặc thù, tôi là cô cho nghe nói rằng là từ vựng khó là theo chủ đề của nó. Để chủ đề nó khó thì từ vựng của nó cũng khó. Thì vậy mà hôm nay chúng ta sẽ học đến cái phần bài của chúng ta hôm nay rất là khó vì cái số từ nó rất là lạ, rất là nhiều. Chờ, ok, cô chào các bạn. Chào bạn Eric Nguyễn ạ. Chào Hương Trần, chào Như Tâm, chào Nguyễn Thị Thu Thủy. Các bạn đã sẵn sàng cho buổi học hôm nay của chúng ta chưa ạ? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta bắt đầu vào học ạ. Sẵn sàng chưa ạ? Ok, chào bạn Min Trung. Cô thấy Min Trung rồi. Sẵn sàng chưa ạ? Ok, cô chào bạn Nguyễn Thị Thu Thủy rồi ạ. Học được không ạ? Hôm nay cô Trang Anh vào đúng giờ nhá, đúng không ạ? Ok, chào bạn Lương Thu Hương ạ. Rồi, cô bắt đầu này, bắt đầu vào bài này. Mục tiêu của cô sẽ là chữa được 15 câu trong bài ngày hôm nay. Nếu mà chữa được 20 câu thì càng tốt nhá. Nhờ tính ra thì cô cũng chữa được nhiều nhiều rồi đấy, đúng không? Xong chưa, xong chưa? Bắt đầu học được chưa ạ? Ok. Cô bắt đầu chữa nhá. Bắt đầu này. Cô sẽ có với câu số 41 của cô. Cô sẽ có là she touch. Cô sẽ có từ này nghĩa là động chạm này, đúng không? Cô ấy đã chạm vào một cái gì đấy. Cái communication là giao tiếp. Cô sẽ có từ này của chúng ta nghĩa là gì? Truyền thông. Chờ, chúng ta sẽ có là với cái câu này của chúng ta xem nào. Dịch là cô ấy đã chạm vào một cái bộ phận, nhờ một cái bộ phận truyền thông được cấy ở dưới da. Nhờ cô sẽ có từ implant là cấy, nhờ ở dưới da. Thì cô ấy làm sao đấy? Cô ấy chạm vào một cái bộ phận truyền thông được cấy ở dưới da, ở cấy ở dưới sau tai của cô ta, đúng không? Sau tai phải của cô ấy này. Thanks to, nhờ có nó, nhờ. Mà cái làm sao cái mạng lưới truyền thông, cô lại có từ communication lại. Chợ được làm sao đấy? Được khởi động. Thì cô sẽ có cụm từ đó là cụm từ be made to do something, bị bắt, đúng không ạ? Được làm gì? Thì cô sẽ có cụm từ đó là cụm từ start working. Vậy thì cả cái cụm từ mình có thể dịch theo cái ngữ cảnh của câu này như sau. Thì cô sẽ có là cô ấy đã chạm vào một cái bộ phận truyền thông được cấy ở dưới tai, cấy ở phía dưới tai, phía sau tai phải, và nhờ đó mà cái mạng lưới truyền thông đấy đã được khởi động để bắt đầu làm việc. Thì cô sẽ có cụm từ đó là cụm từ make to start working. Chợ được khởi động. Vậy nó sẽ bằng với từ gì? Chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có ý a của cô với từ resurrect. Chờ, cô sẽ có ý a của cô với từ resurrect.
Chợ tiêu lý nghĩa là sống lại, nhợ hoặc là khai quật. Chợ anh này của cô có nghĩa là khai quật. Được không ạ? Rồi tiếp này cô sẽ có ý B của chúng ta thì sao? Ý B cô có từ activate. Nhợ cô sẽ có từ activate. Nhợ động từ này của chúng ta nghĩa là kích hoạt. Chợ anh này của chúng ta nghĩa là kích hoạt này. Chợ activate. Nhợ activate. Ý C của chúng ta với từ hay là nghĩa là gì? Làm cho nó nổi bật lên. Nhận làm nổi bật. Thế còn ý D của chúng ta với từ practice nghĩa là thực hành. Ý D của cô là thực hành nhé. Vậy thì với câu số 41 của cô sẽ chọn được là cô ta chạm vào một cái bộ phận truyền thông được cấy ở dưới da phía sau tay phải và nhờ cái mạng lưới đã đó mà đã, đúng không? Nhờ đó mà cái mạng lưới truyền thông đã được khởi động để bắt đầu làm việc. Vậy thì cô sẽ có cái cụm từ đó là cụm từ made to start working của chúng ta sẽ bằng với từ activated. Thì câu số 41 của chúng ta chọn được câu này là ý B. Khó đúng không ạ? Sau câu số 41 chuyển cô sang câu 42. Câu 42 cô sẽ có câu này như sau. Đó là cấu trúc order somebody to do something. Ra lệnh cho ai đó làm gì. Cô sẽ có như sau. Chính phủ đã ra lệnh cho quân đội. Cấu trúc là order somebody to work. Yeah. Chính phủ đã ra lệnh cho quân đội là thiết kế cái con robot mà có thể asset. Tiếp cận được tới những cái vùng mà remote area. Chợ những cái vùng đó thì rất là danger, rất là nguy hiểm cho mạng sống của gì. Là chúng ta sẽ có từ minute nhận của gì đây ạ? Chính phủ đã ra lệnh cho quân đội, nhớ này, mối liên hệ này. Chính phủ ra lệnh cho quân đội phải thiết kế những con robot để có thể đến được những cái vùng xa xôi. Những cái vùng xa xôi đấy rất là nguy hiểm cho mạng sống, cho cuộc sống của binh sĩ. Đấy. Vậy thì cô sẽ đoán ra cái từ military của chúng ta là danh từ. Thì cô sẽ có từ militant của chúng ta là danh từ nữa, nghĩa là chiến sĩ. Chiến sĩ là gì? Thì cô sẽ có ý A của cô với từ mother. Từ đấy của chúng ta nghĩa là liệt sĩ. Chờ ý A của cô là liệt sĩ nhá. Tiếp này. Ý B của cô thì sao? Ý B cô sẽ có từ combatant. Nhợ nghĩa là chiến sĩ. Nhợ nó là danh từ của động từ combat. Nhợ nó sẽ anh này chúng ta sẽ là chiến sĩ. Combatant. Chờ anh này cô là chiến sĩ. Toàn từ khó thôi đúng không ạ? Ý C của chúng ta với từ đó là từ soldier. Nghĩa là bộ đội. Chợ và ý D của chúng ta với từ warrior nghĩa là chiến binh. Chợ anh này của chúng ta là chiến binh. Vậy thì thực ra câu này tưởng dễ mà lại không phải dễ. Chắc chắn là không phải liệt sĩ rồi. Bỏ ra. Thì còn B, còn C và còn D. Thì các bạn sẽ chọn cho cô xem là với câu số 42 các bạn sẽ chọn được câu này của chúng ta là ý B, ý C hay là ý D ạ? Nào câu số 42 của chúng ta bạn sẽ chọn được câu này của chúng ta là ý B, ý C hay là ý D ạ? Nào với câu số này của chúng ta thì bạn sẽ chọn được là ý B, ý C hay là ý D ạ? Nhờ câu này của cô nó sẽ có 3 từ giống giống nhau đúng không ạ? Xong chưa? Giờ chúng ta sẽ có ý A à, ý B của cô với từ militant. Nhờ. Từ militant của chúng ta nghĩa là chiến sĩ. Nhờ. Thì cô sẽ có từ soldier cũng là chiến sĩ. Vậy thì với câu này, bạn nào có thể phân biệt cho cô được cái sự khác nhau giữa mấy anh này không ạ? Kia bạn nào có thể phân biệt cho cô sự khác nhau giữa mấy anh này không ạ? Giờ chúng ta sẽ có ý C của chúng ta với từ soldier nghĩa là chiến sĩ. Là một thành viên của quân đội. Giờ ý B của chúng ta cũng là chiến sĩ. Mà ý D của chúng ta cũng là chiến sĩ. Vậy thì với câu này các bạn sẽ chọn đáp án là ý gì và tại sao các bạn chọn được đáp án như thế ạ? 42, cô thấy các bạn chọn đáp án là ý C. Ok. Có bạn chọn thì câu số 42 của chúng ta là ý B. Nhờ, có bạn thì chọn câu 42 của chúng ta là ý D. Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ phải cần phân biệt ba cái từ này của cô. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có như sau này. Cô có ý D của chúng ta với từ Gloria nghĩa là gì? Là binh sĩ đúng không? Binh sĩ là người người mà đã từng trải qua hoặc là có những kỹ năng chiến đấu nhé theo đúng định nghĩa này thì cô sẽ có từ career của chúng ta nghĩa là cái người mà có kinh nghiệm hoặc có kỹ năng chiến đấu trong chiến tranh đặc biệt là thời ngày xưa. Vậy là đặc biệt là thời ngày xưa giống như kiểu là mình gọi là binh sĩ La Mã đúng không? Kiểu như vậy chiến binh La Mã ấy ạ. Nên là ý D của cô sẽ bỏ theo ngữ cảnh của câu này chưa? Được chưa? Nên là ý D của cô bỏ nhé, đúng không? Theo cái kiểu mà thời ngày xưa cơ, đúng không? Như chứ kiểu là những cái chiến binh La Mã kiểu như vậy thì cô sẽ bỏ được D này, bỏ được A là bây giờ cô chỉ còn B và C thôi. Nhờ với câu này bây giờ bạn sẽ chọn B hay là C nào? Nào bạn Nguyễn Huy Hoàng trả lời cho cô là với câu này bạn sẽ chọn là B hay là C ạ? Ok các bạn thân mến, vậy thì theo như vậy thì cô bạn sẽ chọn cho cô xem là
Với câu này các bạn đã chọn là ý B lái xe ạ. Huy Hoàng xem cho cô là câu này cô B với C thì khác gì nhau ạ? Nhớ. Cô sẽ có là cả B và C của cô đều có nghĩa là chiến sĩ cả em à. Ở chợ. Nhưng nó có khác nhau một xíu giữa hai từ này. Chợ cô thấy bạn Huy Hoàng chọn đáp án là ý B. Nhớ thì bạn xem cho cô xem là tại sao bạn lại chọn cái câu này của chúng ta là ý B mà không phải là ý C, mặc dù cả hai từ này đều là chiến sĩ. Nhớ. Chúng ta sẽ có ý B của cô với cái từ đó là từ combatant, tức là cái người mà chiến đấu trong chiến tranh. Nhớ. Thế cô bạn nhớ cho cô là cả hai từ này đều có nghĩa là chiến sĩ nhá. Nhưng anh em của cô sẽ là chiến sĩ ở trong như là bộ đội, tức là người ở trong quân ngũ, được không ạ? Ví dụ như ở bây giờ ở thời bình của cô thì sẽ gọi anh này là soldier, nhớ, là bộ đội này. Nhưng mà ngày xưa mà chiến sĩ ở trên chiến trường thì chúng ta sẽ dùng cái từ đó từ combatant. Vậy trong ngữ cảnh câu này là gì cả? Chính phủ ra lệnh cho quân đội phải thiết kế robot để đến được những cái vùng mà nó gây nguy hiểm cho mạng sống của những chiến sĩ đấy. Thì cô sẽ có là theo ngữ cảnh câu đấy thì cô sẽ chọn được 42 là ý B. Xong chưa? Câu này khó nhá. Xong câu số 42 chuyển cho cô sang câu 43 của chúng ta. Với câu số 43 cô sẽ có như sau. Cô sẽ có đó là làm sao rằng cái sự incorporation, cái sự kết hợp của artificial intelligence, trí tuệ nhân tạo vào trong cái revolution, của cách mạng của computer, máy tính đấy, có thể bring about, chúng ta có cấu trúc này, bring about nghĩa là gì? Thì có thể mà đem lại, đúng không ạ, những cái impact, những cái tác động lớn vào cuộc sống, đi vào nhá. Cô sẽ có, bình thường nó dùng từ impact on, để dùng impact into, đúng không ạ, đi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống con người. Vậy chúng ta sẽ có như sau. Chợ chúng ta sẽ có với cái câu này của chúng ta. Chợ chúng ta sẽ có như sau. Với cái câu này chúng ta dịch là đó là không còn nghi ngờ gì nữa, hoặc là chắc chắn rằng cái sự kết hợp của cái trí tuệ nhân tạo và cái cuộc cách mạng máy tính này đã đem lại những cái tác động đáng kể, đúng không ạ, vào cuộc sống của con người. Nhớ cụm từ bring about, mang lại, được không ạ? Rồi câu sẽ có như sau. Trong cái câu này em sẽ học được một số từ này, là từ incorporation, hợp tác, kết hợp. Artificial intelligence là một cụm rồi đúng không? Computer là từ không phải mới, như từ revolution của em là mới, của cách mạng, cụm từ này mới đúng không? Vậy cô sẽ có cái cụm từ, cô cụm từ unquestionable, không thể không còn nghi ngờ gì nữa, vậy là chắc chắn rằng. Vậy nó sẽ bằng với cụm từ bên gì bên dưới đây? Câu 43 của cô là một cái câu rất là hay vì nó sẽ, đúng không? Nó sẽ gợi cho em được những cái cụm từ mà em sẽ được học thêm những cụm từ mới này. Chờ cô sẽ có ý D của cô với từ early days, nghĩa là thời kỳ đầu, thời ngày xưa, nghĩa là thời kỳ đầu. Nhớ là học lên đây với cô là không phải để xem cái câu đó đáp án là gì. Nếu chỉ để xem câu đó đáp án là gì thì các bạn hoàn toàn có thể tự mở sách và xem kỳ cũng được. Nên đây để xem cô giảng cái cách cô chẻ cái kiến thức ra để chúng ta học thêm thôi. Đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ có ý D của cô với từ early days, nghĩa là thời kỳ đầu. Vậy thì cô sẽ không chọn ý D, nhớ ạ. Cô sẽ có từ unquestionable, nghĩa là không còn nghi ngờ gì nữa, tức là chắc chắn rồi. Đây là ý D của cô không đúng nhá. Thế vậy cô sẽ có ý ý B của cô với từ under suspicion, nghĩa là gì? Nghĩa là nghi ngờ. Giờ anh này cô là nghi ngờ, nhưng cái câu kia người ta bảo là không còn nghi ngờ gì nữa cơ, đúng không? Anh này cô là nghi ngờ nhá. Chờ anh này của cô nghĩa là nghi ngờ, nhưng cái câu của cô là không còn nghi ngờ gì nữa. Sau đó ý B của cô sai, được không ạ? Rồi bây giờ cô sẽ chỉ còn ý A và ý C mà thôi. Chứ ý C cô sẽ có cấu trúc, có cái cụm đó là cụm từ neither fish. Dạ, nó cũng nghĩa là gì? Khó phân loại được, đúng không? Chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Chờ cái này của cô nghĩa là không ra ngô ra khoai. Chờ không ra ngô ra khoai, tức là sao? Tức là khó để phân loại được chúng, nhỡ chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Vậy thì cô sẽ thấy là ý C của cô cũng không hợp lý. Từ đó cô chọn được 43 của chúng ta là ý A. Cô sẽ có đó là cấu trúc beyond a shadow of a doubt, không thể nghi ngờ gì nữa, đúng không? Không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy 43 cô chọn được câu này là ý A, được không ạ? Khó đúng không? Rồi xong câu số 43 chuyển cho cô sang câu 44 đi ạ. Thì với câu số 44 các bạn của cô sẽ chọn được câu này đáp án là ý gì ạ? Nào xong câu số 43 chuyển cho cô sang câu 44 của chúng ta. Câu 44 của cô là một câu về từ vựng thôi. Thì với câu số 44 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Dạ, khó không ạ? Dạ, bài hôm nay cô nói trước là bài hôm nay khó nên chúng ta sẽ hít thở sâu học cho cô nhé. Dạ, sau câu 43 chuyển cho cô sang câu 44 của chúng ta này. Cách người ta đặt này đó là từ easy là tính từ.
Chưa tính từ thì cô sẽ có từ relatively của chúng ta là trạng từ, đúng không ạ? Vậy gì gọi đó là tương đối dễ dàng để mà viết, đúng không ạ? Để viết được lập trình máy tính, cô có từ computer, nghe với từ programs, lập trình máy tính. Mà nó có thể, chúng ta cấu trúc là so sánh cộng với tính từ able to, có thể respond, phản ứng lại một cách, đúng không ạ? Rất là thành thạo với cái, đúng không ạ? Trong cái ngôn ngữ của con người. Chợ với cái dạng đó là questions, những dạng câu hỏi và những cái statement là mệnh lệnh. Thì cô sẽ suy ra cái từ relatively của chúng ta nghĩa là tương đối, vậy nó sẽ bằng từ gì? Ý à, cái câu này dễ đúng không ạ? Cô sẽ có câu này dễ hơn, cô chữa nhanh hơn nhé. Giờ cô sẽ có ý à của cô với từ generally nghĩa là nhìn chung, cái này quá quen thuộc với em rồi đúng không ạ? Ý B cô sẽ có từ comparatively nghĩa là tương đối, vậy nó sẽ bằng với từ relatively. Chờ nó sẽ bằng với từ relatively nghĩa là tương đối, được không ạ? Thì cô sẽ chọn được câu 44 là ý B. Ý C của chúng ta với từ completely nghĩa là hoàn toàn. Và ý D của chúng ta với từ đó là từ dramatically nghĩa là đáng kể. Vậy thì với câu 44 cô chọn được câu này là ý B, được không ạ? Xong câu số 44 chuyển cho cô sang câu số 45 của chúng ta. Với câu số 45 chúng ta sẽ có như sau. Ở câu sẽ có từ substantial nghĩa là đáng kể. Work trong trường hợp này dịch là công việc hay là dịch là thành tựu. Có dịch chúng ta sẽ có từ work của chúng ta có thể dịch là thành tựu, có thể dịch là công việc cũng được. Theo ngữ cảnh câu này sẽ dịch là thành tựu hay hơn. Thành tựu đáng kể đầu tiên trong cái lĩnh vực nhận về trí tuệ nhân tạo. Cái cụm từ này rất quen với em rồi đúng không? Trí tuệ nhân tạo là được thực hiện vào giữa của thế kỷ thứ 20, mid 20th century, đúng không? Bởi những cái bởi một cái gì ạ? Bởi một cái pioneer, một cái nhà tiên phong về máy tính và gì ạ? Về gì đấy ạ? Bởi một cái nhà tiên phong về máy tính và về gì ạ? Logic. Người người British, người Anh nhờ, tên là ông như này. Vậy thì cô sẽ có trong trường này cô sẽ có cái từ này của chúng ta từ về nghĩa là lĩnh vực nhá. Nó sẽ bằng với ý nào? Cô có idea với chúng ta với từ location nghĩa là vị trí. Chờ em này cô là vị trí về địa lý. Nhớ vị trí về địa lý này. Cô sẽ có trong tiếng Anh có một từ nữa cũng là vị trí, nhớ đó là từ position. Cũng là vị trí nhưng anh này cô là vị trí công việc, được không ạ? Thế vậy ý BC của chúng ta với từ reason nghĩa là vùng. Được chưa? Vậy thì cô sẽ không dùng cái ý C và ý D được rồi. Ý B của cô với từ place nghĩa là nơi. Thì cô sẽ chọn được ý A của cô với từ aspect. Chọn với từ aspect nghĩa là gì? Nghĩa là khía cạnh hoặc lĩnh vực. Vậy thì câu 45 cô chọn được ý A. Ok chưa? Rồi, câu 45 dễ rồi đúng không ạ? Xong câu số 45 chuyển cho cô sang câu 46. Với câu số 46 các bạn sẽ chia được câu này, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nào, xong câu 45 chuyển cho cô sang câu 46 đi ạ. Thì với câu số 46 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Chợ với câu số 46 chúng ta sẽ có như sau. Với câu số 46 bắt đầu mình lại xác định tiếp cho câu này. Với câu số 46 chúng ta sẽ có từ engine, trong trường hợp này dịch là công cụ chứ không dịch là động cơ, đúng không ạ? Cái công cụ search tìm kiếm nhờ internet làm sao đấy có thể giúp để mà predict. Trong này cô có cấu trúc đó là cấu trúc help somebody to do something. Chợ to do something hoặc do something giúp ai đó giúp làm gì. Thế thì là cái công cụ tìm kiếm mạng này có thể giúp predict with the weather, AdWords. Cô sẽ có từ AdWords cũng như là traffic in a city. Thì cô phải dịch rất là dễ đúng không? Gì là cái công nghệ tìm kiếm à cái công cụ tìm kiếm mạng này có thể giúp dự đoán được thời tiết cũng như là lưu lượng giao thông trong thành phố. Thì cô sẽ suy ra từ predict của chúng ta nghĩa là dự đoán. Ý A của cô với động từ sau cái chỗ này dễ đúng không? Ý A của cô với từ announce nghĩa là thông báo, announce nghĩa là thông báo. Cho đây là thông báo nhá. Cho ý B của chúng ta với từ expect nghĩa là mong đợi. Cho ý B là mong đợi này. Ý C của cô với từ forecast nghĩa là dự báo. Đúng ạ, và ý D của chúng ta với từ reveal nghĩa là tiết lộ. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được đáp án của câu số 46 là ý C. Chờ tiết lộ nhé. Chờ 46 ý C quá dễ đúng không ạ? Rồi, xong câu số 46 chuyển cho cô sang câu 47 của chúng ta. Với câu số 47 chúng ta sẽ có nhớ cho cô từ này thuật toán này. Cái thuật toán về AI có thể giúp detect chợ fuzzy nhờ and other feature in photo sent to social networking site and automatically organize them. Thì cô sẽ có như sau. Cô dịch là cái thuật toán AI có thể giúp phát hiện ra, nhận diện, gì cả. Có thể giúp nhận diện ra khuôn mặt và các tính năng khác trong cái bức ảnh mà được đăng tải lên một cái trang mạng xã hội và có thể tự động sắp xếp chúng.
Nhờ vậy thì cô sẽ có như sau. Cô sinh ra cái từ detect, chúng ta nghĩ là phát hiện. Ý nghĩa của cô với từ categorize nghĩa là phân loại. Chờ cái này của chúng ta sẽ bằng với từ sort out, nghĩa là phân loại. Ý B của cô với từ collect nghĩa là với từ connect nghĩa là kết nối. Nhờ connect là kết nối nhé. Ý C của chúng ta với từ recognize nghĩa là nhận ra. Nhận ra cái gì đó. Nó sẽ khác với từ sau, nó khác với từ realize này. Nên nghĩa là đây của cô sẽ là anh bên này cô là nhận ra ai đó, nhận ra cái gì đó. Thế còn cái từ realize của chúng ta nhận ra điều gì nhá. Ý D của cô với từ remind nhắc nhở, trao cấu trúc remind somebody to do something. Nhắc nhở ai đó làm gì. Hoặc cấu trúc remind somebody of somebody something. Gợi cho ai nhớ tới ai hoặc nhớ tới cái gì. Vậy thì với câu số 47 cô sẽ chọn được câu 47 của chúng ta là ý C. Câu này dễ đúng không ạ? Rồi xong câu số 47 chuyển cho cô sang câu 48 của chúng ta. Với câu số 48, cái giai đoạn này thì cô cho anh sẽ tập trung vào những cái chủ đề hot trước, đúng không? Chủ đề về công nghệ là chủ đề hot nha. Chúng ta sẽ có xong câu 47 chuyển cho cô sang câu 48 của chúng ta đi ạ. Với câu số 48 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nào xong câu số 47 chuyển cho cô sang câu 48 của chúng ta. Thì với câu số 48 các bạn sẽ xử lý được câu này của chúng ta như nào? Thì cô sẽ có như sau này. Cô sẽ có từ type là loại đúng không ạ? Cái loại trí tuệ nhân tạo này sẽ không làm sao đây cả các sẽ không làm sao cả các thành viên trong nhóm của con người mà nó work with, làm việc với chúng, làm việc với họ như là partner, như là người, như là một cái đối tác đúng không ạ? Để mà giải quyết những cái thách thức khó khăn. Vậy thì cô sẽ suy ra cái từ use của chúng ta nghĩa là chiếm đoạt. Nhớ nhá, từ này có nghĩa là chiếm đoạt hoặc là tước này. Vậy thì cái loại trí tuệ nhân tạo này sẽ không chiếm đoạt, đúng không ạ? Cái quyền lực của con người trong cái vai trò nhóm mà nó làm việc với họ như là cái cộng sự để mà giải quyết những vấn đề khó khăn. Vậy thì cô sẽ suy ra cái từ use của chúng ta nghĩa là chiếm đoạt. Thì cô sẽ có ý D của cô với từ determine là quyết định. Thì là dịch là quyết định cái cách mà behavior, cái cách cư xử của người khác. Chứ ý B của cô thì sao? Ý B cô sẽ có từ criticize nghĩa là chỉ trích, nhờ, chỉ trích ai đó một cách mạnh mẽ. Thế còn ý C của chúng ta là sao? Quyết định xem là cái gì đó là chính thức, nhờ. Thế còn ý A của chúng ta là sao? Take. Chúng ta sẽ có cấu trúc, đó là cấu trúc take one's power. Nghĩa là gì? Nghĩa là chiếm quyền lực của ai đó. Vậy thì với câu số 48 cô sẽ chọn được câu này là ý A. Xong chưa? Rồi, sau câu số 48 chuyển cho cô sang câu 49. Câu 49 của cô là câu về cụm này. Thì với câu số 49 các bạn sẽ chọn được câu này của chúng ta. Đáp án là ý gì ạ? Nếu câu số 48 của cô là câu về... À, câu 49 của cô là câu về cụm. Thì với câu số 49 các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Xong chưa? Nếu xong câu số 48 chuyển cho cô sang câu 49 của cô đi ạ. Thì với câu số 49 các bạn của cô sẽ chọn được câu này đáp án là ý gì ạ? Xong câu số 48 các bạn của cô chuyển cho cô sang câu 49 ạ. Thì với câu số 49 các bạn của cô sẽ chọn được câu này đáp án là ý gì ạ? Chúng ta sẽ có như sau này. Cô sẽ có là why trong khi mà computer, máy tính đúng không ạ? Trong lớp học chắc chắn là đúng không ạ? Come with. Chắc chắn là sẽ mang lại rất là nhiều những cái benefit lợi ích đúng không ạ? Thì cũng có một vài những disadvantage, một số những cái bất tiện đúng không ạ? Để mà phải suy ngẫm. Vậy cô sẽ có cụm từ đó là cụm từ keep in mind nghĩa là phải ghi nhớ đúng không ạ, phải lưu ý. Khi mà chúng ta có cái sự incorporating hợp tác, có cái sự kết hợp giữa technology công nghệ vào trong tiết học. Vậy thì với câu số 49 chúng ta sẽ dịch câu là như sau, là trong khi mà máy tính ở trong những lớp học chắc chắn là sẽ đem lại rất là nhiều lợi ích rồi thì vẫn có những cái bất tiện đúng không ạ, phải ghi nhớ. Vậy khi mà làm sao đấy, khi mà có cái sự kết hợp đúng không ạ, khi mà chúng ta tích hợp công nghệ vào trong lớp học thì cô sẽ có cụm từ keep in mind của chúng ta nghĩa là ghi nhớ. Thì cô sẽ có ear của cô với cụm từ đó là cụm từ have something in mind. Chờ, cụm từ have something in mind nghĩa là có ý tưởng này, nhận có cái suy nghĩ này. Thì chúng ta sẽ có ý B của cô là sao? Ý B cô sẽ cụm từ là have something on one's mind. Hai cụm từ đấy khác nhau đúng không ạ? Nghĩa là chúng ta sẽ bằng với cụm từ là worry about. Chợ bằng worry about, lắng về cái gì. Chợ ý C của cô với cụm từ be in mind bằng remember, nhớ bằng keep in mind. Bằng keep in mind bằng remember, nhớ. Chợ ý D của chúng ta với từ broaden the mind, nghĩa là mở rộng hiểu biết.
Vậy thì với câu số 49, cô chọn được câu này là ý C. Xong chưa? Rồi, xong câu số 49, chuyển cho cô sang câu số 50 của chúng ta. Với câu số 50, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Được chưa? Xong câu số 49, chuyển cho cô sang câu số 50 của chúng ta đi ạ. Câu 50 gì ạ? Do you really think that human will be the doors when more and more intelligent machine are invented in the future? Thì cơ sẽ có câu này chúng ta như sau này. Do you think? Bạn có nghĩ rằng, đúng không ạ? Loài người sẽ bị làm sao khi mà more and more, ngày càng nhiều, đúng không ạ? Intelligent machine, những cái máy móc thông minh này are invented, được phát minh trong tương lai hay không? Vậy cô sẽ suy ra được là rất là nhiều máy móc thông minh được phát minh trong tương lai thì loài người sẽ bị exterminate. Thì cô sẽ có thể đoán cái từ exterminate của chúng ta nghĩa là gì? Exterminated của chúng ta nghĩa là hủy diệt, đúng không? Vậy nó sẽ bằng gì? Đây là câu về cụm động từ này. Nhớ. Thì bạn nhớ cho cô là ở trong cái cuốn sách này của chúng ta thì nó sẽ được nhấn về tất cả những cái phần đồng nghĩa trái nghĩa mà chúng ta sẽ thi. Nó sẽ có là có cả cụm từ, đúng không? Có cả cụm động từ, có cả thành ngữ ở trong này cả. Cô sẽ có ý A của cô với từ khi nào nghĩa là giết hoặc xóa sổ. Chờ ý B của cô với từ get over. Với từ get over của chúng ta bằng recover from. Chờ bằng recover from nghĩa là bình phục, hồi phục. Nhớ ạ. Ý C của chúng ta với từ release from nghĩa là giải thoát. Nhớ, giải thoát khỏi. Chờ để của cô nghĩa là phóng thích hoặc là giải thoát. Ý D của chúng ta với từ wipe up nghĩa là quét sạch. Vậy thì cô sẽ chọn được 50 của cô là ý A. Xong chưa, xong chưa? Sau câu số 50, chuyển cho cô sang câu 51. Cô chữa nốt câu 51, 52 của chúng ta nghỉ nhá. Đó vậy. Xong câu số 50, chuyển cho cô sang câu 51 và câu 52 của chúng ta đi ạ. Được chưa? Với câu số 51, nhớ là bài này của cô là bài tìm từ trái nghĩa này. Nhớ nhá. Cô sẽ có là unartificial. Cô có từ artificial nghĩa là nhân tạo hoặc là trái tim. Dịch là một trái tim nhân tạo, đúng không ạ? Hoặc là một quả tim nhân tạo được. Thì câu dịch là một trái tim nhân tạo là một cái device, một cái thiết bị giả, đúng không ạ? Mà nó được implant, được cấy vào trong cơ thể để mà replace, để mà thay thế cho một cái trái tim sinh học. Nhớ lại từ họ trái tim, chưa? Biological, sinh học, nhớ, original, ban đầu. Thì dịch là một trái tim nhân tạo là một thiết bị giả được cấy vào cơ thể để thay thế cho trái tim sinh học ban đầu. Thì cô sẽ có từ implant nghĩa là cấy vào. Vậy nó sẽ trái nghĩa với từ cấy vào sẽ là từ gì? Nhớ nhá. Cô sẽ có ra với từ transplant nghĩa là di chuyển. Đúng không? Transplant của chúng ta. Nhớ. Cô sẽ có từ transplant của chúng ta này. Ý B của chúng ta với từ đó là từ incubate. Đúng không? Incubate. Nhớ. Ý C của chúng ta với từ insert. Vậy D của chúng ta với từ Ừ, nói chung là bốn từ này của cô thì toàn những từ nó cũng lạ lạ chứ cũng không khó lắm thôi, nhưng mà nó cái từ này thì có thể là sẽ có nhiều bạn không biết. Ok, bạn nào có thể chọn cho cô được là với câu này các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Ok, với câu này các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Chúng ta cần tìm từ trái nghĩa. Chúng ta sẽ có chúng ta với từ transplant nghĩa là cấy. Nhớ anh này là cấy vào nhá. Vậy nếu đồng nghĩa thì cô sẽ chọn ý A, nhưng mà đây chúng ta cần tìm từ trái nghĩa cơ. Đúng không ạ? Thế mà ý B của chúng ta từ đấy nghĩa là khắc sâu vào, in sâu vào. Chờ anh này ý B của cô là in sâu vào. Ý C của cô với từ insert là chèn vào. Chờ anh này của cô là chèn vào. Thế còn ý D của chúng ta với từ ablate nghĩa là cắt bỏ đi. Chờ là cắt bỏ đi. Vậy thì ngược với từ cấy vào sẽ là từ cắt bỏ đi. Thì 51 của chúng ta là ý D bằng phương pháp loại trừ. Sau câu số 51 chuyển cho cô sang câu số 52 của chúng ta. Nếu đây cô sẽ có cấu trúc instead, thay vì, đúng không ạ? Replacing. Thì là thay vì thay thế cho con người thì làm sao đây ạ? Như là một số, đúng không ạ? Như là một số cái industrial robot. Chợ như là một số cái robot công nghiệp đời đầu đã làm. Thì bây giờ nó sẽ có một cái loại robot gọi là robot hợp tác. Hay được viết đến là người ta ghép cái chữ CO này, core này với từ robot thành từ con, cái đó cái con cobot. Cái con cobot này được xây dựng, đúng không ạ? Được lắp ráp để mà work alongside, chúng ta có cụm từ work alongside them, làm việc cùng với họ. Thì cô sẽ có, từ đó cô sẽ có là cái con cobot mà nó làm việc cùng với con người thì được gọi là robot hợp tác. Robot hợp tác thì cô sẽ suy ra cái từ collaborative của chúng ta nghĩa là hợp tác kết hợp. Hợp tác kết hợp tức là sao? Đó là helping each other, giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ cô cần trái nghĩa nên cô sẽ không chọn ý A. Working together, làm việc cùng nhau, không phải đúng không ạ? Working together bằng bằng gì đó? Bằng cái cụm từ đó là cụm từ joining hands. Chờ, làm việc cùng nhau nhé. Chờ, chúng ta sẽ có ý D của chúng ta với từ befriending with each other. Đối xử tốt với nhau.
Vậy thì với câu này bằng phương pháp loại trừ, cô chọn được ý C. Ngược với từ hợp tác kia sẽ là từ individual, nghĩa là cá nhân. Đúng không ạ? Nên năm 2 cô sẽ chọn được câu này của chúng ta là ý C. Được không ạ? Rồi, ok quận thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn xong được phần đồng nghĩa và được hai câu trái nghĩa của bài tập về chủ đề Artificial Intelligence. Đảm bảo vẫn duy trì cho các bạn là 30 phút mỗi ngày chúng ta sẽ học livestream về phần từ vựng và phần cụm từ cố định. Quận thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang Anh buổi trưa đến đây là hết. Tối nay nếu như không có gì thay đổi, chúng ta sẽ học phần cấu trúc tổng hợp trong sách tổng ôn ngữ pháp nhé. Tạm biệt các bạn.